Xin chào anh chị và chào mừng anh chị đã quay trở lại với phiên giao dịch của chúng ta. Ngày hôm nay là phiên mùng 6 tháng 9. Thì anh chị có thể thấy đây là cái tình trạng chung của 4 phiên giao dịch ngày hôm nay. Đó, mà chúng ta đang phải trải qua là rất là buồn ngủ, đúng không ạ? Ok, thì thị trường của chúng ta ngày hôm nay cũng tiếp tục là một cái phiên đi ngang, đúng không ạ? Và cái thanh khoản cũng đã có cái sự nhích dần so với 3 phiên ngày hôm trước. Thì anh chị có thể thấy là bốn phiên của thị trường đều đi ngang và có xuất hiện những cái dấu nến rất là dài như này. Đó, và cái tình trạng này nó đã xảy ra từ khi mà thị trường ta bước vào cái cơ chế giao dịch mới, đó là cơ chế giao dịch T2,5. Đó, anh chị có thấy là về cái biểu đồ của thị trường thì thị trường đều có những cái phiên có cái mức tăng nhất định vào phiên buổi sáng, và sau đó phiên buổi chiều hàng về là thị trường của chúng ta đã bị bán rất là nhiều. Đấy, thì cái tâm lý chung của các nhà đầu tư hiện tại là buổi sáng thì không dám mua. Đấy, buổi sáng không dám mua bởi vì sợ buổi chiều thì thị trường sẽ bán tiếp, và các nhà đầu tư chiều hôm trước bán thì sáng hôm sau cũng không bán nữa. Đó, cũng không bán nữa bởi vì đã bán hết vào chiều hôm trước rồi, đúng không ạ? Thì nó xảy ra một cái thực trạng nó gọi là thị trường ta bị hụt hơi, đúng không ạ? Thì để giải quyết được cái bài toán là khi nào thị trường ta đã hết sẽ hết buồn ngủ, thì một là thị trường ta bật tăng với thanh khoản lớn. Thứ hai là thị trường chúng ta có một cái nhịp test lại nhúng xuống dưới cái đường MA20 này và sau đó hồi phục trở lại, thì lúc đó thị trường khi mà thị trường có một nhịp điều chỉnh hoảng loạn thì nó mới thu hút được cái lượng cầu từ bên ngoài, thu hút được dòng tiền. Đó, thì cái nguy cơ mà thị trường chúng ta nó đưa đến nữa đó là cái nguy cơ bị bán trong phiên. Đấy, đây là một cái nguy cơ mà rất là nhiều nhà đầu tư đang thắc mắc là liệu thị trường ta có bị bán trong phiên khi mà ngày nào cũng tạo ra một cái dấu nến dài như này hay không. Thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, trong video ngày hôm nay anh chị nhá. Ok, em là Nguyễn Tuấn Minh, tư vấn đầu tư tại công ty chứng khoán VPS. Quay lại với thị trường thì đây theo em là do những nhà đầu tư của chúng ta, đúng không ạ? Đang chưa quen với cái hệ thống giao dịch mới của thị trường là hệ thống giao dịch T2 cộng 5. Vậy nên những nhà đầu tư của chúng ta đang bị mắc kẹt trong cái sự buồn ngủ của thị trường, cũng như là bị rén trong cái việc giải ngân anh chị ha. Đó, anh chị có thấy là thanh khoản nó đều duy trì ở cái mức 13 đến 14 nghìn tỷ. Đó, và đâu đó nó cũng trong cái phiên ngày hôm nay nó cũng đã manh nha cái nguy cơ là những nhà đầu tư của chúng ta cầm hàng rất là lâu, đúng không ạ? 3 4 phiên rồi mà cổ phiếu không tăng thì dẫn đến cái việc là chán và bị bán ra. Đó. Và hiện tại thị trường của chúng ta anh chị có thể thấy là khi những cái cổ phiếu đánh lên ấy thường là đánh lên theo tin. Đấy, theo tin tức chứ không phải là đánh theo một cái kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận gì của doanh nghiệp cả. Đó. Thì giả dụ để cho anh chị thấy, đúng không ạ? Những cái cổ phiếu ngày hôm qua chúng ta đã rất ấn tượng với nó, với cái dòng tiền vào rất là mạnh. Đó là những cổ phiếu thép. Ví dụ như HSG cũng như Nam Kim ngày hôm nay cũng đều bị lắc ngược trở lại với cái thanh khoản trung bình, đúng không ạ? Thanh khoản trung bình. Thì tăng vốn cao như này chắc chắn nó sẽ phải lắc lại. Và NKG cũng vậy. Về yếu tố kỹ thuật thì tăng vốn cao như này chắc chắn nó sẽ phải lắc lại rồi. Đấy. Còn về cái target của cái ngành này ấy, nếu mà nói về vĩ mô cũng như là cái tương lai của doanh nghiệp thì chúng ta cũng đều nhận ra, đều biết rồi là khi mà giá than vẫn còn cao, đúng không ạ? Và cái giá thép nó vẫn còn đang thấp thì chắc chắn là báo cáo kết quả kinh doanh quý 3, quý 4 với những cái doanh nghiệp mà sản xuất thép nó sẽ không được mấy tươi đẹp cho lắm. Đó. Và đây chỉ là những cái phiên đánh lên theo tin mà thôi. Khi mà có cái thông tin vừa rồi là những cái nhà máy thép ở bên châu Âu họ ngừng sản xuất, họ phải đóng cửa tạm thời vì cái giá điện nó tăng quá cao. Và Nam Kim cũng như là Hoa Sen, nhất là Nam Kim là những cái doanh nghiệp mà xuất khẩu thép khá là lớn. Vậy nên là những cái doanh nghiệp này nó được những cổ phiếu này nó được đánh lên phiên hôm qua khi mà tin ra đánh lên rất là mạnh, cũng như là thép sản xuất thép của nước ta mạnh thì là có Hòa Phát, đúng không ạ? Thì cũng có một cái nhịp tăng ngày hôm qua. Đấy, nhưng mà với cái thanh khoản nó cũng chỉ ở mức trung bình mà thôi, nó chỉ là mức đánh theo tin thôi và ngày hôm nay lập tức bị bán ngược trở lại. Đó. Thì cái tình trạng chung của những cổ phiếu hiện tại khi mà thị trường buồn ngủ như này chỉ là đa số là những cái phiên Brexit, đa số những cái phiên mà
Nó tăng với cái thanh khoản khá là lớn, nhưng mà ngay sau đó nó sẽ quay đầu điều chỉnh lập tức luôn, chứ không nó không chứ nó không tăng tiếp nữa. Đấy, ngoài những cái ngành mà có cái ranking, tức là cái xếp hạng ngành cao, thì chúng ta không nói đến, thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích sau, đúng không ạ? Đấy, và nói đến vĩ mô thì trong tháng 9 này cũng có sẽ có cái cuộc họp Fed vào đêm ngày 20 tháng 9, rạng sáng ngày 21 tháng 9, thì nó ảnh hưởng khá là nhiều, sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến cái mức lãi suất, khi mà Fed cũng đã cứng rắn tuyên bố là sẽ tăng từ 0,5 đến 0,75 điểm phần trăm. Đấy, để kiềm chế lạm phát ở Mỹ khi cái chỉ số CPI tháng vừa rồi nó không được như Cục Dự trữ Liên bang mong muốn. Đó, thì những cái nhóm ngành ngân hàng của chúng ta trong tháng 9 nó có cái thông tin là nới room tín dụng, thì em nghĩ là thực sự những cái nhóm này nó cũng đang rất là phải kiềm chế khi mà không tăng lãi suất để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Đó, thì cái việc cái tiềm năng tăng trưởng của nhóm ngành ngân hàng này cũng như là cái việc để chúng ta đánh ngắn nó không phù hợp lắm trong cái thời gian hiện tại. Đấy, theo em là như thế. Ngân hàng em chỉ nhìn mỗi MB thôi, bởi vì con này nó có nhiều chỉ số tốt. Đấy, nó có nhiều chỉ số tốt trong nhóm ngành ngân hàng, và nó cũng đã tăng xem đâu đó từ đáy lên cái phần hiện tại là khoảng tầm gần 30% rồi, thì cái dư địa tăng của nó em nghĩ là sẽ không còn nhiều, đúng không ạ? Những cái ngân hàng, những cái mã cổ phiếu ngân hàng đầu đầu ngành cũng như là blue chip như là Vietcombank, đúng không ạ, cũng như là BID. Đấy, thì nó cũng, anh chị cũng có thể thấy là sau khi mà có những cây break lên ấy, thì đầu chắc chắn là nó cũng sẽ có những nhịp test lại đó, nhịp test lại, và nó cũng sẽ đi ngang dập dềnh như này, nó không có cái sự bứt phá tăng mạnh, và nó cũng đã tăng hồi phục từ đáy lên rồi. Đấy, lên khoảng tầm 40% rồi đối với cổ phiếu BID này rồi, thì cái dư địa theo em là nó sẽ không còn nhiều, vậy nên là ngân hàng thì em cũng không khuyến khích anh chị tham gia trong cái thời gian tới. Đấy, anh chị có thấy không? Cổ phiếu lên toàn vì tin tức, đúng không ạ? Ngân hàng nới room tín dụng thì đây, BID tăng nhưng mà ngay lập tức cụt đầu đó. Vietcombank đây, Vietcombank ngày hôm nay tăng thế sau cũng tạo ra một cái nến rất là xấu như này, lượng cung hàng quá là lớn đó. Đấy, chủ yếu hiện tại là thị trường của ta là cổ phiếu lên là theo tin thôi, chứ không phải là lên theo cái tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Đấy, nhất là khi mà những cái tình hình lạm phát, đúng không ạ? Tình hình lạm phát nó chưa được kiềm chế, thì những cái mặt hàng như là nhu yếu phẩm, trong những cái ngành như là dệt may cũng như là lương thực, thì nó cũng không được đánh giá quá cao trong cái việc xuất khẩu. Anh chúng ta có thể biết là Mỹ và châu Âu thì họ dùng lúa mì là chính, đúng không ạ? Vậy nên là những cái doanh nghiệp mà xuất khẩu gạo của nước ta khi mà có cái tin khủng hoảng lương thực thì nó cũng có một cái nhịp tăng. Nó có một cái nhịp tăng. Đây, nó có nhịp tăng như cổ phiếu ta. Đấy, nó cũng có nhịp tăng, nhưng mà ngay ngay sau đó nó bị bán ngược trở lại. Đấy, ngay sau đó nó bị bán ngược trở lại. Đấy, và Lộc Trời cũng vậy, cũng y hệt ta, đúng không ạ? Và có cổ phiếu nữa là cổ phiếu Pan cũng như y như vậy luôn. May ra là Pan nó sẽ được nó giữ được cái mẫu hình đẹp và nó vẫn còn trong đà tăng, nhưng mà hiện tại thì nó cũng đã lên đến những cái vùng cản của nó rồi, đúng không ạ? Việc tham gia của chúng ta bây giờ là không thể. Đấy, cũng như là cái nhóm ngành phân đạm khi mà nó neo theo cái giá ure, đúng không ạ? Khi giá ure tăng thì những cổ phiếu này nó cũng tăng thôi, nó cũng tăng theo tin thôi, đúng không ạ? Chứ nó đâu phải là tăng do cái tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp. Đấy, DCM và DBM cũng đã đều đến vùng cản, và hôm nay bị bán một cái phiên rất mạnh với một cái cây nến kịch khung như này. Đấy, DCM, DBM, đúng không ạ? Kể cả giá phốt pho thì những cái doanh nghiệp hóa chất như là DGC nó cũng ăn theo cái giá phốt pho, khi mà giá tăng thì nó cũng tăng, đúng không ạ? Nhưng mà nó không duy trì được cái đà tăng quá là ấn tượng trong cái thời điểm hiện tại. Đấy, thì hiện tại là chúng ta cần phải khá là nhạy với vĩ mô thì chúng ta mới có thể chọn được những cổ phiếu mà nó có cái nhịp tăng để chúng ta có thể ăn được lợi nhuận, và đâu đó lợi nhuận nó chỉ rơi vào tầm khoảng 5 đến 10% là nhiều, chứ nó không có lợi nhuận nhiều như cái giai đoạn trước. Và thị trường hiện tại đánh khá là khó chịu, và đây là cái giai đoạn đánh khá là khó của thị trường, thì ai mà có thể chiến thắng được thị trường trong cái thời điểm hiện tại mà ăn ăn dày, đúng không ạ, cũng như có những cái mức lợi nhuận tốt, thì em cũng xin chúc mừng những anh chị, thì anh chị cũng là lọt trong top những nhà đầu tư rất là xuất sắc trong thị trường của chúng ta hiện tại đó. Đấy, thì nói về vĩ mô thì
khi mà tăng lãi suất ấy, thì chúng ta có thể để ý đến cái nhóm ngành, đúng không? Đi tắt đón đầu nhóm ngành bảo hiểm đấy, khi mà BVH cũng như là BMI hay là những cái doanh nghiệp có cái lượng tiền gửi trong ngân hàng khá là cao đấy, thì đây là những cái doanh nghiệp trực tiếp sẽ được hưởng lợi khi mà cái lãi suất tăng đó. Thì BVH anh chị có thể thấy là em cũng đã kể với kênh song song ở đây, thì nó cũng đang bám trên cái kênh song song này thôi. Hôm trước em cũng đã khuyến nghị các anh chị bên em là mua cái con BVH ở cái vùng giá này, thì chúng ta cứ bán theo kênh song song mà chúng ta đánh thôi, đúng không ạ? Và cứ lúc nào mà nó test lại về dưới đường MA20 rút chân thì lúc đó chúng ta có thể tham gia anh chị nhá. À, BMI cũng có một cái nhịp tích lũy khá là dài rồi, đúng không ạ? Có một nhịp tích lũy khá là dài rồi thì hoàn toàn là chúng ta có thể theo dõi cái cổ phiếu BMI anh chị nhá. Đấy, khi mà nó có một nhịp test nhúng vào cái đường MA20 giống như cái phiên ngày 29 tháng 8 này thì chúng ta có thể tham gia, đúng không ạ? Còn con MIG bảo hiểm quân đội thì em không ưu tiên nó bằng hai con BVH và BMI anh chị nhá. Đấy, nó cũng có cái nhịp tích lũy nhưng mà cái biến động của nó cũng còn khá là lớn, cũng như là đây là một cái cổ phiếu mà nó nằm dưới cái đường MA20 và những cái đường xu hướng của nó cũng đang hướng xuống, thì cái sức mạnh của nó đâu đấy hiện tại nó không được mạnh và nó đang yếu. Vậy nên chúng ta không tội gì mà tham gia cái những cái cổ phiếu cả, đúng không ạ? Đấy, về nhóm bán lẻ thì đúng không ạ? Thì chúng ta có một cái cổ phiếu mà nó tăng khá là ấn tượng trong cái giai đoạn vừa rồi, đó là MWG. Đấy, Thế Giới Di Động. Thì anh chị có thể thấy là thứ nhất là nó cũng đã lên cản rồi, chúng ta cái cơ hội mua của chúng ta cũng sẽ không được sáng ở đây, đúng không ạ? Nó lên thì cái đợt vừa rồi nó tăng thì em cũng nghĩ là nó cũng sẽ có cái sự nhúng tay của các quỹ thôi, chứ về cái vĩ mô của cái ngành này, nhất là ở cái thời điểm hiện tại tháng 9 này, thì em thấy nó không không được rõ ràng cho lắm về cái vấn đề iPhone 14, đúng không ạ? Về cái vấn đề iPhone 14 về rồi World Cup, đúng không ạ? Sẽ bán được nhiều TV hơn, rồi mùa khai trường sẽ bán được nhiều máy tính hơn, đúng không ạ? Nhưng cái câu chuyện đấy nó không thể hiện rõ ràng ở những cái cổ phiếu này đó. Những cổ phiếu này nó không được thể hiện rõ ràng khi mà chúng ta chưa nhìn thấy được cái sự rõ ràng trong cái kỳ vọng đó. Đấy, nó chủ yếu là cái cổ phiếu này anh chị vừa thấy là chỉ có duy nhất MWG tăng trong cái nhóm cổ phiếu bán lẻ thôi. Đấy, FRT cũng thế, FRT cũng tăng nhưng mà nó không tăng gắt như MWG, cũng như nó lên đến cái vùng cản rồi. Đúng không ạ? FRT thì do cái linh kiện sản xuất thiết bị điện tử bên Trung Quốc nó cũng đang khá là khan hiếm khi mà Trung Quốc zero covid, thế nên là những cái mặt hàng đồ điện tử nó cũng sẽ có đâu đó là nó sẽ giữ giá cũng như là tăng giá, nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại thì cái lạm phát nó cũng sẽ khiến cho chúng ta cắt giảm chi tiêu, đúng không ạ? Vậy nên là cái kỳ vọng về cái nhóm ngành bán lẻ này vẫn là có, nhưng mà nó sẽ không cao như là mọi người kỳ vọng. Chúng ta sẽ phải giảm kỳ vọng đi một chút anh chị nhá, chúng ta không thể quá kỳ vọng vào nó khi mà nó cũng đã phản ánh trước đó rồi, cũng đã phản ánh trước đó rồi đấy, nó cũng đã có một nhịp tăng từ đáy lên rồi, thì đây cũng là những cái phản ánh trước của cổ phiếu đấy, phản ánh trước của cổ phiếu nhá anh chị nhá. Chúng ta đừng đợi tin ra rồi chúng ta mới mua vào, đúng không ạ? Mua tin đồn bán tin thật đấy, khi mà nó chỉ là những lời đồn đoán, khi mà dự là tháng 9 này iPhone ra thì cái nhóm ngành bán lẻ nó sẽ có cái mức tăng trưởng rất là tốt, cổ phiếu nó sẽ lên, thì chúng ta phải mua từ lúc đấy khi mà nó đang có cái sự tích lũy cũng như hình thành hai đáy như này đấy, về cả yếu tố kỹ thuật lẫn lẫn vĩ mô đấy, thì chúng ta phải mua trước, chứ bây giờ mà những cái kỳ vọng mà nó được đưa ra rồi, nó lên mặt báo rồi chúng ta mới mua thì hoàn toàn là không hợp lý anh chị ạ, đúng không ạ? Đấy, thì cũng như là DGW thì nó cũng xem FRT mà thôi, nó cũng đã thể hiện vào rồi, nó cũng thể hiện vào giá cổ phiếu rồi, chúng ta sẽ không không nên đu nữa anh chị nhé, không nên đu nữa. Cái cổ phiếu này mua bây giờ là cực kỳ là nguy hiểm đấy, kỳ vọng nó đã phản ánh vào rồi, đúng không? Chúng ta có duy nhất là những cổ phiếu mà chúng ta có thể để ý được ngoài FRT ra, chúng ta có P&G, đúng không ạ? Một cái doanh nghiệp bán lẻ vàng bạc trang sức thì nó cũng đang ở trong một cái quá trình tích lũy như này đấy, nó chưa có những nhịp tăng và nó vẫn liên tục nhúng về dưới cái đường MA20 để nó test đấy, thì chúng ta hoàn toàn là có thể mua thăm dò ở những cái thời điểm giá của P&G nó đang nằm ở cái vùng giá 114 này anh chị nhá, khi mà cái thanh khoản của nó cạn kiệt như này rồi, đúng không? Đấy, thì có bán bia, đúng không ạ? Bán thiết bị điện tử, bán vàng bạc, rồi có bán bia, chúng ta có Sabeco, đúng không? Sabeco thì cổ phiếu này khá là ít người chơi khi cái thị giá của nó khá là cao, cũng như là nó là những cái cổ phiếu ít ít được nhắc tới
ít được nhắc tới trên thị trường. Đấy, thì Sapeco nó cũng đã tăng rất là tốt rồi. Đâu đó ở cái vùng 188 này thì nó cũng đang đi ngang tích lũy với cái thanh khoản thấp, thì anh chị nào mà chúng ta yêu thích cổ phiếu này thì chúng ta hoàn toàn cả có thể tham khảo Sapeco anh chị nhá. Đó. Đấy. Còn một cái nhóm ngành nữa thì chúng ta cũng sẽ để ý khi mà cái lương thực khủng hoảng lương thực nó xảy ra, đó là nhóm ngành cá tra. Thì em cũng đã theo dõi thì cái giá cá tra thì nó cũng đang biến động là tăng lên, thì anh chị có thể để ý là VHC cũng như là ANV anh chị nhá. Đấy, khi mà những cổ phiếu này nó cũng đã có những cái nhịp tăng, đã có cái nhịp tăng và hiện tại nó đang ở khá xa cái đường MA20 này, thì chúng ta sẽ đợi cái điểm cân bằng của cổ phiếu VHC này ở cái tầm dưới này thì chúng ta có thể tham gia được anh chị nhá. Cái lên cản thì nó còn khá là xa, vậy nên là chúng ta có thể tận dụng được cái nhịp này của nó khi mà nó nhúng test về, có thể là nhúng về MA10 hoặc là MA20 thì chúng ta có thể tham gia. Đấy, ANV, đúng không? ANV đây, ANV thì lên đến cản rồi, đúng không? Lên đến cản rồi thì cổ phiếu này thì em sẽ không ưu tiên như là VHC anh chị nhá. Có chăng thì chúng ta sẽ đợi nó có một cái nhịp nhúng về MA20 như này để chúng ta ăn cái cây kéo ngược trở lại thôi đó, và nó cần cái Bollinger Band của nó cần thắt chặt một chút nữa, và kịch bản đẹp nhất thì nó cũng sẽ đi ngang ở cái vùng mây phẳng này và sau đó nó nhúng về cái đường MA20 một chút thì chúng ta có thể tham gia được. Đấy, chiết binh T cộng nhịp ngắn. Đấy, ngoài những cổ phiếu về ngành bán lẻ cũng như là ngành bảo hiểm cũng như là ngành cá tra mà chúng ta có thể chú ý được thì anh chị có thể chú ý đến hai cổ phiếu như là Đạt Phương, đúng không ạ? Đạt Phương. Đấy, Đạt Phương là cổ phiếu trong nhóm ngành bất động sản thì thứ nhất là cái dòng tiền của nó cũng đã có cái dấu hiệu đi vào. Đấy, cái thứ hai là nó cũng đã có hai cái nhịp test xuống cái đường MA20 này, tạo thành mẫu hình hai đáy bé, đúng không ạ? Đấy, nó cũng sau khi test xuống đây anh chị có thể nhìn thấy là cái biên độ nến của nó rất là thấp, chứng tỏ là đâu đó ở đây có những lượng cầu mà nó tham gia vào, đúng không ạ, khiến cho cái lượng cung nó bị giảm đi. Đấy, ngay sau đó cái phiên ngày 31 tháng 8 này thì hoàn toàn là cái lượng cung nó đã bớt đi rất là nhiều rồi, thì tạo một cái nến xanh. Đấy, và cái ngày mùng 5 tháng 9 cũng như là ngày hôm nay thì cái thanh khoản nó vào rất là tốt. Đấy, nó tạo cái biên độ tăng như này thì theo em thấy đây là những cổ phiếu mà chúng ta có thể để ý được, và hiện tại là những cổ phiếu mà nó vượt trội nhất so với những cổ phiếu bất động sản hiện tại, ví dụ như Đích với Sale. Đấy, còn hình như là còn chưa ngoi được lên khỏi MA20 cơ. Đấy, đây Đích đây, đấy vẫn nằm dưới đường MA20, vẫn tích lũy dưới đường MA20, cái sức mạnh của nó thể hiện là không tốt, kể cả Sale cũng vậy. Anh chị nào mà chúng ta muốn tham gia những cái cổ phiếu trong nhóm ngành bất động sản, chúng ta tránh hai cổ phiếu này ra trong cái thời điểm hiện tại anh chị nhá. Đấy, Đạt Phương, đúng không ạ? Nhóm ngành đầu tư công thì chúng ta có C4G, đúng không ạ? C4G thì thực ra là cái cản của nó cũng ở ngay đây rồi, thì cái tiềm năng lợi nhuận nó không còn nhiều nữa, thì anh chị nào mà chúng ta kịp mua ở cái thời điểm ở dưới này cũng như là cây hôm nay thì em nghĩ là T3 hàng về cũng chắc là cũng sẽ có một chút lợi nhuận đấy. Đấy, tuy ít nhưng mà chúng ta vẫn có thể chắt chiu trong cái thời điểm hiện tại của thị trường. Đó, khi mà C4G cũng có hai cái nhịp test xuống đường MA20, đó là cái nhịp ngày 22 tháng 8 và cái nhịp ngày 29 tháng 8. Đấy, anh chị cũng thấy là xuống đây thì đâu đó có cái lượng cầu vào thì cái biên độ của nến nó rất là hẹp như này. Đấy, anh chị đợi em một chút ạ. Đấy, thì cái biên độ nến nó rất là hẹp này, và những cái phiên tiền vào thì cái biên độ nến xanh của nó lớn hơn, đúng không ạ? Chứng tỏ là cái cầu ở đây nó thắng cung, và ngày hôm nay thì nó tạo ra một cái cây nến cũng không phải là đẹp lắm nhưng mà thanh khoản vào nhiều, và cái lượng cung cung hàng cho thấy là nó thua cái lượng cầu đó, vậy nên là cái cổ phiếu nó của chúng ta nó đóng cửa với cái cây nến xanh này và thanh khoản lớn. Thì anh chị có thể chú ý với những cái nhịp mà cổ phiếu này nó test lại anh chị nhá. Đấy, thì cái nhóm cổ phiếu này nó cũng được kỳ vọng khi mà cái tiến độ giải ngân đầu tư công được nhà nước liên tục thúc giục để giải ngân. Đấy, chứ hiện tại thị trường chúng ta đánh khá là khó đấy, chúng ta phải cực kỳ nhạy về vĩ mô cũng như là nhóm ngành và kỹ thuật, đúng không ạ? Ưu tiên vĩ mô hơn, nhạy về vĩ mô hơn ở thời điểm hiện tại thì chúng ta mới có thể kiếm được lợi nhuận ở cái thời điểm hiện tại. Chứ cổ phiếu bây giờ cứ break lên là nó xịt, cứ break lên là nó xịt. Đấy,
cứ break lên nó xịt, mua cây break là xịt, chúng ta phải mua dưới nền hoặc là những cái cổ phiếu mà nó đã tạo hai cái đáy nhỏ như này đúng không ạ, và chúng ta sẽ mua ở những cái cây mà nó rút chân qua M20 đấy. Thì hiện tại thị trường của ta vẫn đi ngang và rất là buồn ngủ, nó cần một cái phiên, một là đánh lên với thanh khoản lớn, thứ hai là có một nhịp rũ bỏ thật